Tôi yêu em. Chào mừng bạn đến với ứng dụng BardoVN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. BardoVN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày. Tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải BardoVN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Và em yêu tôi, trong bao la có khoảng trời riêng. Tôi dãi nắng dầm mưa, và em thay thế mà thương. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Xa quê hương rồi em ra đi, mang trên vai áo gấm ngựa xe. Em tắm trắng màu da, ngồi quen đi mái lá lều tranh. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời, đời đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời ơi. Lặng lội sâu để được gì. Vì sao, vì sao, vì sao? Có lẽ vì điều đó bình thường thôi. Nếu mà trong khoảng thời gian tới á, anh sẽ định hướng như thế nào trong khi mà mình quen nhau khoảng bao lâu á là mình tiến tới với nhau được? Nói chung đã xác định bấm nút hôm nay rồi thì có thể là cái phía sau đó nó sẽ ngắn thôi. Làm luôn. Anh nói thẳng, anh nói là nói thẳng. Chúng đã đến đây rồi là không có cái gì để mà phải do dự nữa. Đó. Đúng. Bây giờ đàn trai người ta nói rõ ràng, người ta lật bài ngửa luôn rồi đó. Bây giờ chỉ còn quyết định là ở em thôi. Rồi. Dạ. Rồi. Đúng. Tiến hành bấm em nút thích nút thì em cứ bấm nút. Bên tay trái. Thôi, ở đây. Trời ơi, hư nút tam rồi. Kệ nó, mới đầu thôi đó, đó. Rồi, bấm luôn. Hỏi cửa. Rồi, ông bấm thêm cái nữa bể luôn rồi. Được rồi. Hay gì đó. Biết là bấm luôn, bấm banh cái nút luôn. Lần đầu tiên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò bị sự cố về bấm nút. Người bấm đã làm bể luôn cái nút rồi. Sao, thấy chưa, chưa đếm gì bạn trai đã bấm rồi. Bấm mà quyết liệt lắm. Vô luôn. Anh thấy em rung anh mới chủ động đưa tay ra. Dạ. Cho em. Dạ vậy thì em cho anh nắm. Ok, không được không? Được đúng không? Tùy. Rồi, bấm nút vì trái tim. Hãy đến nhau bằng trái tim.